tâm không? Rồi. Rồi bắt tay hôm nay quyết tâm lấy xe không? Đúng rồi. Rồi hôm nay sẽ điều người tới. Gọi điện thoại cho em tới nè. Thằng này nó là phải ông đi mô tô đứng nhìn con kia được không? Phải ông đi mô tô đứng nhìn con kia được không? Gọi điện thoại đàng hoàng có đi tới đâu rồi? Gần tới chưa? Rồi chạy đi anh Nhân Lực anh đợi nè. Lẹ lẹ tới liền nha ông. Trời ơi, chứ hai người rảnh quá, tôi thấy ông đứng ngoài bên kia đường. Ông đứng bên kia đường, ông nhìn là tôi biết rồi. Phải không? Ơi, khó tiền. Xin chào quý vị và đến kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang có mặt ở rạp Lệ Thanh. À, rạp Lệ Thanh là rạp cũ. Ngày xưa ở đây là cũng là một vũ trường hoành tráng. Hôm nay Tiết Cương tới đây là để tập kịch Tết. Và hôm nay tập kịch với Tiết Cương đó chính là đứa em của Tiết Cương. Đó chính là Tiết Lực. Lực ơi, nó nghe. Ê, anh mở cái kênh mà YouTube anh review xe hôm bữa tới quậy Đông Trùng Hạ Thảo của em bữa đó, cái clip nó hơi bị nặng view á nha. Bây giờ anh review xe đồ em đâu cần biết, giờ em kêu anh kiếm cho em chiếc xe mô tô kiếm được chưa? Trời ơi, sở trường của anh là về mô tô mà không lẽ anh không kiếm được cho em chiếc xe mô tô? Mà bây giờ nè, anh nói thiệt anh rất là muốn kiếm xe riêng mà sợ chán la anh quá. Em nói là đưa vô thế là được, đưa cà vẹt xe đồ cho em hết, tất cả mọi thứ. Cài tình hình không? Cài vô không? Nhưng mà anh phải trả tiền. Phải trả tiền không? Chứ anh thấy lão đem xe tới cho em rồi á, chàng không ấy la anh nữa. À vậy có người lớn mà không la anh. À đúng rồi. Với thưa quý vị, Tiết Cương thì cái sở thích yêu xe đó là cái người con trai nào lớn lên đàn ông thanh niên là phải mê xe đúng không? Anh là rất là mê xe mà Lực có mê mô tô. Mình không mê xe, mình mê cái khác nó mệt. Mới mệt. Mê xe là được, không sao hết. Mà sao anh cũng rất là buồn, em có một cái đam mê chân chính, cái đam mê rất là đơn giản nhỏ nhắn mà không thực hiện được là sao? Tại vì em bị mê theo kiểu thời vụ á, anh hiểu không? À, không quyết tâm. Em mê một khoảng thời gian nào đó xong cái lại cái ông bà mình gọi là kiểu phong trào á. Đó, em bị mê theo kiểu phong trào. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ hôm nay phải quyết tâm. Ok thì em quyết tâm rồi đó, em quyết tâm lấy được cái xe đã rồi tính. Anh quyết tâm không? Đúng rồi. Rồi bắt tay hôm nay quyết tâm lấy xe không? Đúng rồi. Rồi hôm nay sẽ điều người tới. Gọi điện thoại cho em tới nè. Gọi điện thoại cho em nó tới nè. Thằng này nó là phải ông đi mô tô đứng nhìn con kia được không? Phải ông đi mô tô đứng nhìn con kia được không? Gọi điện thoại đàng hoàng có đi tới đâu rồi? Nó tên là Chân Mây. Alo, ông đã tới đâu rồi? Dạ em tới anh. Gần tới chưa? Rồi chạy đi anh Nhân Lực anh đợi nè. Lẹ lẹ tới liền nha ông. Trời ơi, chứ hai người rảnh quá, tôi thấy ông đứng ngoài bên kia đường. Ông đứng bên kia đường, ông nhìn là tôi biết rồi. Phải không? Hơi khó tìm. Đây nè em ơi, đây nè, đứng này, đó. Chiếc này được không Lực? Thấy là chịu rồi. Qua đây, gió rộng đây. Rồi. Rồi, giới thiệu với Tướng Lực, đây là em Quy. Đây, anh. Em nói chuyện rất là trực. Bữa nay với ngưỡng bộ anh lâu lắm rồi, bữa nay mới gặp anh luôn. Ê, hai người có bộ gần nhà đó, hỏi thử coi. Không có gần nhà đâu. Gần. Em ở Thịnh Lam ở đâu? Trời ơi, Thịnh Phú. Em Thịnh Phú nè. Dạ, Thịnh Lam hả? Dạ. Thịnh Lam là gần tôi. Dạ hả? Ở Thịnh Lam á, em Thịnh Lam. Lực nó gốc ở ngay đó luôn á. Dạ. Rồi, giới thiệu Lực chiếc xe này đi, để nhau ngoài này cho sáng, hôm nay tối quá, lùi chứ quay. Lùi tí hen. Ừ, cái này đó, sáng sổ được chai này rồi, em có thể giới thiệu cho. Anh Lực chiếc này chiếc gì không? Chiếc xe này là rồi. Ở chê luôn, cái này là CB 1000R nha. Đời mấy? Cái này là đời cuối 2012 nha, tới 2015 anh. Nhưng mà cái dòng này có cái gì đặc biệt mà cái dòng này đặc người ta rất là thích. Nó vậy có là chức năng gì quên rồi. Cái này là bản châu Âu kỳ hit. Đó. Cái dòng này là nó cái bản châu Âu thì cái dòng tua máy của nó là nó không có hãm tua. À. Thích chơi cái kiểu đó. À, mô tô thì mình phải chơi cái dòng châu Âu hơn. Nó không hãm tua. Cái mặt lắm. Cái mặt nó đội nón cho thấy cái mặt nó bự. Cái mặt nó bự hơn cái nón ông nội ơi. Cái nón của người ta mà. Để em cho Lực nó coi cà vẹt đàng hoàng đi. Chờ em tí. Ủa cái xe này nó có cái đặc tính gì mà nó đặc biệt, em nói gì quên rồi, nó không có hãm tua máy hả? Dạ đúng rồi, dòng tua nó không hãm. Vậy là nó mạnh lắm á. Dạ đúng rồi, nó 1000 khối mà. Chiếc này mà cái đặc biệt cái chữ R này là cái gì mà em lại giới thiệu cho Lực? CB 1000 có chữ R này. Nếu mà đây là cái bản giống như R là cái bản của châu, nhưng mà ý là châu Âu. CB 1000R này á là dán nó snap anh. Nếu CBR là dán nó dán sport bay. Nhưng snap bay này là đi cho thành phố nó rất là tiện lợi. Trời ơi, chiếc này hàng châu Âu nha Lực. Dạ, hàng châu Âu. Dạ, không cần biết châu Âu châu Đốc gì hết. Bây giờ là cho mẹ ra tôi giữ. Trời ơi. Lấy luôn, không có nhiều. Xong quá.
Rồi nhưng mà bây giờ em hết anh, còn gì hết nha. Gì em hết. Chỉ là vô thêm cái ốc ngoài ngoài cho đẹp thôi. Còn ghi đông này có độ không? Không anh, ghi luôn. Rồi. Dạ. Bây giờ đâu lật chạy thử thôi. Rồi bây giờ sao có thử không? Thử được. Thử được. Rồi, dạ. Tôi biết chạy mà. Ghi nào quá. Có gì? Nặng. Không nặng anh, gốc lái nó rộng lắm. Gốc lái nó rộng lắm. Thì nó không đâu có... em mở thử cái gốc lái coi. Rộng lắm, giống bình thường mình luôn á. Thấy không? Nó rộng chứ nó không có chật giống như. Dép thì nó chật. Ổn không? Ổn không? Quý vị, như vậy là hôm nay Tiến Lực nó đã quyết tâm lấy bằng được chiếc CB này để nó thực hiện ước mơ. Mà thật sự Tiến Cương cũng đang rất lo lắng, không biết là Lực nó lấy rồi và Thu Trang ý nó sao. Nhưng mà mình nó là anh em của mình, anh em là sống chết có nhau. Hôm nay Tiến Cương sẽ cố gắng gài sao mà cho Lực đó, Lực lấy được chiếc xe CB ngàn này đem về mới được. Thôi Lực ơi, anh em chạy xe này tướng mà bị ổn á. Ôi ổn đi trả số mà không Chạy xuống mà không, 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 chạy xuống mà
nha. Rồi chồng em tắm xe thử trước nha, nha Lực. Chụp nha. Đây đây, chụp đây. Đó, 1 2 3. Cái ngọn xe đi, cái ngọn xe đi cho ngầu ngầu xíu. Ừ. 1 2 3. Cái tấm ngưỡng ngang nha. Ổn hết Lực ơi. Thôi bây giờ lại thỏa thuận giá cả chứ gì đâu, chưa hết cầm cầu vẹt bảo hiểm lưng nội. Cái này định giá bao nhiêu? Xe này đó, nói chung là xe này cái về vấn đề về tụi zin đó anh. Xe này là zin hết luôn, cộng với sơn còn zin luôn á. Em đi xa nhất là ở đâu rồi? Em đi xa nhất là em đi tới Bảo Lộc về. Mới Bảo Lộc. Dạ. Không Bảo Lộc xa mới có hai mấy ngàn nè. Chiếc này mới hai mấy ngàn lần. Xe này là dẫn đoàn đua không anh? Đua mô tô xe đạp rồi đó. Giá giá cả là sao? Hỏi đi. Tôi giá đi đừng có ăn được quảng cáo. Cái này là nếu mà anh Lực lấy nghe đó. Anh em huấn luyện em để giá rất đẹp là 268 triệu. Mà tại sao số 68 là sao? Số 68 nó mới lộc phát nó mới đẹp. Sắp tới nơi rồi, chơi lớn Lực ơi, 268. Em đã nói rồi, anh cứ mọi chuyện anh cứ vô nói chuyện với bà Trang. Xe này là Hải bằng chứng nhận nghe. Nếu vậy thì mình vô chỗ của bên trong kêu Trang về hai anh em đồng hành đi hả? Thôi anh nói chuyện thôi, em hỏi một mình. Thôi em ở đây em thỏa thuận với chủ xe phải không? Rồi, okay. Rồi đi vô gặp Trang đi, đi luôn, dựng máy luôn. Rồi nha, đi vô, Trang đang tập tịch trong này nè. Anh kêu xe tới cho anh Lực chuyến này rồi Trang. Rồi nó rút lấy luôn rồi. Nó lấy luôn rồi Đạt. Đang tập vui đó nha, không biết sao. Ổn không? Vậy sao? 268 chai. CB 1000 đời 2012 bản châu Âu, CB 1000 RR. Thì sao anh? Em đâu biết mấy này đâu. Thì giờ thằng Lực nó đã lấy xe với cà vẹt người ta rồi, bây giờ em chuyển khoản được không? Anh nghĩ em bị điên hả Cương? Em đã nói từ đầu là em không có mua xe mô tô cho ảo. Không phải, nhưng mà nó nói là bây giờ nó lấy tiền, lấy xe, lấy cà vẹt ta, mà anh là người đứng chịu trách nhiệm, em phải trả tiền lại cho anh chứ. Không lẽ giờ anh đứng lên gánh 268 triệu này. Thì anh gánh đi, chứ em dễ gì em đưa tiền. Nhưng mà tội nghiệp nó, ước mơ nó, mà em công nhận nó chiếc này nó hợp không? Không hợp. Sao em đó? Không thấy hợp. Nó sẽ chở em đi phượt trên những cung đường. Em không thích mô tô. Thứ nhất là tôi không thích mô tô. Cái thứ hai nữa là anh kép già tôi đã nói rồi, nếu như mà ảnh chịu lái mô tô mà ổng mướn xe nha. Mướn xe mô tô lái đúng 2 tháng, mưa gió thì phải lái đúng 2 tháng, không được đi với phương tiện khác thì tôi mới mua cho ổng. Ổng chưa có thực hiện được cái điều đó cho nên là không có mua. Còn nếu như mà anh Tiết Cương, anh bảo lãnh cho anh kép già lấy con chiếc xe này, thì bây giờ anh Tiết Cương trả 200 mấy triệu đi, cảm ơn anh. Coi như là, ôi anh Lực ơi, anh Tiết Cương tặng cho anh chiếc xe rồi nha. Vậy là không lấy hả? Không. Rồi xong luôn, em làm em
với tự nhiên canh bắt người ta chủ xe ta sáng chạy lên đây đã vậy em anh mới mắc cười á, ai mượn anh nhưng mà thằng Lộc nó kêu không, anh Lộc kêu mà bộ anh nghe lệnh Lộc hả, anh có hỏi em chưa, trong khi em mới là người chi tiền. Sao em cười hoài, đạt cười hoài, anh đang đập hề, anh đang đập hề. Rồi thôi vậy thôi bà con ơi, hiểu rồi, ra cancel Lộc thôi, đi đi ra, đi ra cancel. Anh Trung sao mà ảnh kỳ quá vậy anh Trung? Thì bây giờ sáng sớm là Tiết Cương hút cái kèo là thấy thơm rồi. Rồi đi đi ra. Không được Lộc ơi. Không được. Bảo bắt anh nếu mà em lấy xe lấy đồ là bắt anh gánh. Gánh thì em đập được không? Thôi bây giờ 268 chai không ổn rồi. Không ấy thôi. Ủa Lực coi đồng hồ luôn hả? Không, đang coi mẹ đồng hồ. À đồng hồ hiểu gì vậy? Được. À, giới thiệu quý vị, Huy cũng là một người rất là am hiểu về đồng hồ, thấy không? Chuyên về những đồng hồ thụy sĩ Rolex, Omega, đặc biệt là Bentax, Philips nha bà con. Toàn bộ là hàng thụy sĩ và có quay đầu ha, mình chơi xong không thích bán lại. Ủa vậy là em cũng có Rolex kiểm tra coi hàng thiệt hay giỏ mà. Dạ. Nhờ bạn có dùng thôi. Thôi nhưng bây giờ rút lại xe không phải trả lại cầm về cho anh. Chứ giờ trang vô nó nói là nó khẳng định là nó không mua cho em. Thôi anh ôm tụi bé một năm thôi, em mượn chạy anh đi rồi trời ơi, như vậy là chuối năm nay Tiết Cương là kêu bằng dính trưởng rồi bà con ơi, tự nhiên gài hàng cho Lực nó lấy chiếc CB ngàn này cuối cùng giờ mà Trang mà nó bỏ mua mà cà vẹt với giấy tờ thì Tiết Cương Lực nó lấy hết, nó bỏ một giỏ luôn rồi, nó không chịu trả luôn rồi. Trời ơi, mình gài hàng cuối cùng mình bị ôm xô. Lực ơi đi làm sao anh ôm số hả? Ôm đi. Trời ơi, quá lạnh lùng. Trời ơi, bà con ơi, là Tiết Cương ôm số chiếc CB ngàn này rồi, bây giờ không biết làm sao. Nhưng không sao, cả hồi phân giải mình sẽ cố gắng thuyết phục Thu Trang để bằng được trả tiền để Tiến Lực nó sở hữu được con CB 1000 rồi này nhé. Hãy đợi đấy. Xin chào. Trang, xe kìa. Đó, xe đẹp lắm mà anh thấy ngồi lại thì lần đầu dáng nó hợp lắm. Không. Sao? Anh giờ lỡ đưa cà vẹt rồi đúng không? Cà vẹt bảo hiểm cầm bỏ vỏ như tỉnh bơ giống như đúng rồi luôn rồi. Trời ơi, anh cho anh đi, tặng anh đi. Vậy hả? Rồi anh là lớn mà, anh phải đối xử tốt với em út chứ. Trời ơi, vậy giờ sao? Không mua hả? Không, nó nói rồi, anh phải qua cái thử thách của em là phải 2 tháng. 2 tháng gì giờ cái thích cũng đó. Bây giờ về trời mưa trời nắng không chịu chạy chết luôn rồi. Đó, nói rồi. Ông được mau chán lắm. Ông chạy dừng 2-3 ngày là ông chán à, cho nên em phải thử thách hẳn. À vậy hả? Đâu phải thử thách mà con ơi.